Sức khỏe của bạn là sứ mệnh của chúng tôi. 5 bước xử trí tại nhà khi mắc bệnh. Nếu các bạn mắc bệnh Covid-19 hoặc cho rằng bạn có thể đã mắc bệnh Covid-19, hãy làm theo 5 bước dưới đây để xử trí tại nhà. Thứ nhất, theo dõi và điều trị chung. Nghỉ ngơi tại giường, phòng thông thoáng, không dùng điều hòa. Mở cửa sổ. Có thể sử dụng hệ thống lọc không khí. Vệ sinh mũi họng thường xuyên. Giữ ấm. Uống đủ nước, uống điện giải. Lượng nước trung bình hàng ngày là 40 ml so với trọng lượng cơ thể. Đảm bảo dinh dưỡng, nâng cao thể trạng bằng tập luyện theo từng tình trạng. Không ăn đồ cay, nhiều dầu mỡ. Tập nằm sấp xuôi tay theo thân hoặc nằm sấp khoanh tay đặt lên phía trước đầu, mục đích tăng khả năng hấp thu oxy và cải thiện chức năng phổi, theo Trung tâm Bệnh truyền nhiễm quốc gia Singapore. Thứ hai, trường hợp không có triệu chứng. Uống vitamin D 2.000 đến 4.000 đơn vị mỗi ngày trong 14 ngày. Thứ ba, trường hợp mức độ nhẹ, viêm đường hô hấp trên cấp tính. Biểu hiện: sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, đau đầu, đau mỏi cơ, tê lưỡi. Uống vitamin D 4.000 đơn vị mỗi ngày trong 14 ngày. Magie 150 đến 200 mg mỗi ngày trong 14 ngày. Mecobalamin 500 microgram mỗi ngày trong 14 ngày. Hạ sốt nếu sốt cao trên 38,5 độ. Uống paracetamol 1g, uống lại sau 8 tiếng nếu còn sốt cao. Sốt dưới 38,5 độ chườm ấm lau các vị trí giàu mạch máu, trán, hai bên nách, hai bên đùi và bụng. Dùng thuốc giảm ho thông thường nếu cần thiết. Nằm sấp 6 giờ trên một ngày. Thứ tư, trường hợp mức độ vừa, viêm phổi. Biểu hiện sốt, ho, khó thở, thở nhanh trên 20 lần một phút. Xử trí ban đầu giống trường hợp mức độ nhẹ. Uống desamethasone 6 mg một lần duy nhất trong một ngày hoặc methylprednisolone 60 mg x 2 lần một ngày. Cách nhau 12 giờ, uống tối thiểu 7 đến 10 ngày. Nằm sấp khi ngủ vào ban ngày. 5. Trường hợp mức độ nặng, viêm phổi nặng và nguy kịch. Nên trị liệu tại Trung tâm Hồi sức Tích cực.